thứ bảy tuần thứ 32 thường niên năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 1 đến câu 8. Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng cưu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Suy niệm qua việc bà quá cô thế cô thân kiên trì kêu cầu vị quan tòa bất chính trong dụ ngôn của tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn về sự cần thiết phải cầu nguyện luôn để có thể đứng vững trong đức tin cho đến ngày người trở lại trong vinh quang. Chính vì vậy, không nên hiểu cầu nguyện như là để xin ơn huệ này nọ mang tính vụ lợi. Nếu hiểu như vậy thì việc cầu nguyện đã bị méo mó đi, do con người lạm dụng Thiên Chúa hơn là có thái độ tôn thờ, yêu mến và phục sự Ngài. Do đó, cầu nguyện cần phải là một việc thực hành của đức tin, giúp chúng ta nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa để thân thưa với Ngài trong tâm tình con thảo, đồng thời ban xin cho thánh ý luôn được thực hiện. Tinh thần cầu nguyện này đã được Chúa Giêsu truyền dạy cho các tông đồ qua lời kinh lạy Cha. Ý thức về sự yếu đuối của mình và không biết phải cầu nguyện như thế nào, Kitô hữu được mời gọi có thái độ khiêm tốn, vâng phục ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, là đấng hướng dẫn các đồ đệ Chúa đến sự thật tràn đầy, và là đấng hằng khẩn cầu trong chúng ta và cho chúng ta như lời dạy của Thánh Phaolô tông đồ rằng: Chúa Thánh Thần đến trợ giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện những sự gì cho phải đạo, nhưng Chúa Thánh Thần khẩn cầu cho chúng ta bằng những lời khẩn cầu không thể diễn tả được. Như thế cầu nguyện không phải là một độc thoại, nhưng là một đối thoại trong đức tin với Thiên Chúa Cha, để được sống cách tràn đầy phẩm giá làm con yêu dấu của Thiên Chúa, cùng với Đức Giêsu, người đã làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha mọi đàn. Chúng ta hãy thân thưa, lạy Cha, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ, xin cho nước Cha chỉ đến.